Chào mừng mọi người quay trở lại với 5 phút Crypto và mình là Kiều Anh. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao đồng đô la Mỹ có thể mạnh lên khi nền kinh tế tăng trưởng tốt lẫn trong thời điểm khó khăn như hiện tại hay không? Tỷ phú Charlie Munger, người có quan hệ mật thiết với Warren Buffett cho rằng đây là một chỉ báo quan trọng và thế giới sắp phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế cực kỳ tồi tệ sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của chính chúng ta. US Dollar Index, trong video này mình sẽ gọi tắt là DXY nhé. Đây là chỉ số so sánh giá trị của đô la Mỹ với một rổ ngoại tệ của các đối tác thương mại với Mỹ, trong đó có thể kể đến châu Âu, Anh, Nhật, Canada, Thụy Sĩ, Thụy Điển. Khi nhìn biểu đồ thì chúng ta lấy mốc tham chiếu là 100, chỉ số DXY hiện tại là 109,7. Điều này có nghĩa là giá trị đồng đô la Mỹ đã tăng lên 9,7% so với rổ tiền tệ. Nói một cách đơn giản, khi mà DXY tăng thì giá trị của đồng đô la Mỹ cũng tăng so với các loại tiền tệ khác. Ngược lại, ví dụ khi mà chỉ số này giảm còn 85 chẳng hạn, nghĩa là giá trị của đồng đô la Mỹ đã giảm 15%. Đô la Mỹ thì có vai trò rất là quan trọng với nền kinh tế toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam, và đây là những lý do tại sao. Thứ nhất, USD là đồng tiền được sử dụng nhiều nhất trong các giao dịch quốc tế và là đồng tiền dự trữ phổ biến nhất trên thế giới. Theo thống kê của Fed thì có đến 2/3 tổng số đồng 100 đô la và 1/2 tổng số tờ 50 đô la đang được lưu thông ở bên ngoài nước Mỹ. Một số quốc gia còn sử dụng đồng đô la Mỹ là đồng tiền hợp pháp chính thức, ví dụ như là Campuchia chẳng hạn. Thứ hai, hệ thống petrodollar. Các quốc gia muốn mua bán dầu mỏ đều phải sử dụng đồng đô la và Mỹ làm mọi cách để bảo vệ hệ thống thanh toán này, kể cả sử dụng chiến tranh. Đó cũng là lý do vì sao các quốc gia không thể không dự trữ USD. Những điều này đã góp phần giúp Mỹ duy trì vị thế vượt trội. Nói tóm lại là đồng tiền mạnh, quốc gia mạnh. Ở phần đầu video thì mình đã nhắc đến việc có hai trường hợp khiến DXY tăng lên và không phải là trường hợp nào cũng tốt đâu nhé. Thậm chí đó còn là chỉ báo khủng hoảng kinh tế đã đúng nhiều lần trong lịch sử. Kịch bản đầu tiên, đồng đô la mạnh lên khi nền kinh tế Mỹ phát triển tích cực. Ví dụ, ở giai đoạn 2018, Hoa Kỳ đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. GDP tăng liên tục trong 3 quý liên tiếp, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống thấp nhất trong nhiều năm. Nền kinh tế tăng trưởng tốt và bền vững thì giá trị của đồng nội tệ cũng sẽ tăng lên theo. Nhu cầu sở hữu đồng tiền sẽ tăng do nhu cầu giao thương. The dollar is strong because the US economy and because people want to hold dollars and the safety of the US dollar. Kịch bản thứ hai đó là đồng đô la mạnh lên khi nền kinh tế toàn cầu khó khăn. Có một sự thật là đồng USD được hưởng lợi từ những lo ngại về khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Khi sự sợ hãi được đẩy lên cao, các nhà đầu tư có xu hướng tìm tới các loại tài sản trú ẩn an toàn, trong đó có vàng, đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ. Không cần phải nói đâu xa xôi, ở ngay Việt Nam thôi, dù USD liên tục tăng giá, nhu cầu tích trữ đồng tiền này vẫn cực kỳ nóng. Theo ước tính từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra khoảng 12 cho đến 13 tỷ USD, tương đương hơn 11% mức dự trữ ngoại hối của nước ta. Đến nay, nhu cầu nắm giữ USD vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khi nền kinh tế toàn cầu rơi vào khó khăn, mọi người tạm ngừng đầu tư vào các loại tài sản rủi ro cao như là chứng khoán, crypto hay là bất động sản. Họ quyết định giữ đồng USD. Theo quy luật cung cầu thì khi nhu cầu nắm giữ USD của mọi người tăng cao, giá trị của đồng tiền này cũng sẽ tăng lên. Và điều này thì không phụ thuộc vào việc nền kinh tế Mỹ lúc đó có mạnh hay là không. Hiện tại thì chúng ta đang ở kịch bản số 2. Vậy thì đồng đô la sẽ còn tăng đến bao giờ? Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mình sẽ phân tích ở phần sau nhé. Đồng đô la đang cười. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Và đây là một học thuyết hẳn hoi nhé. Thuyết Dollar Smile do Stephen Chen, nhà chiến lược tiền tệ và kinh tế học đưa ra. Đầu tiên là hãy vẽ một cái miệng cười ở khóe miệng bên trái. Do lo ngại về sự bất ổn của nền kinh tế thế giới, mọi người tìm đến USD để trú ẩn và DXY tăng. Tiếp đến là phần thấp nhất của nụ cười thể hiện rằng đồng USD đang yếu dần đi trong một cuộc khủng hoảng kinh tế chung trên toàn thế giới. Điều này phản ánh giá trị của đồng USD khi kinh tế Hoa Kỳ gặp khó khăn như là GDP liên tục giảm, lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp liên tục tăng cao, v.v. Ví dụ như giai đoạn khủng hoảng kinh tế từ năm 2008 cho đến 2010.
DXY cũng giảm rất sâu và có all time low là 70,7 vào năm 2008. Cuối cùng là phần khóe miệng bên phải. Đồng đô la lại tăng sức mạnh khi nền kinh tế toàn cầu và Mỹ phục hồi sau khủng hoảng. Giai đoạn này có thể nhìn vào năm 2014 cho đến 2015. Theo học thuyết về đồng đô la cười thì chúng ta đang ở điểm đầu tiên của khóe miệng bên trái. DXY tăng do USD là tài sản trú ẩn. Mọi người lo ngại về một cuộc khủng hoảng kinh tế sau Covid. The dollar is reaching multi-decade highs, and that's because we have the Fed that's in the middle of hiking rates. We also have people that are very worried about the state of economy, so this is an unexpected surge higher. Nếu như mà theo đúng kịch bản ấy, thì tiếp theo sẽ là một cuộc khủng hoảng kinh tế và mọi người lại có xu hướng tháo chạy khỏi USD khi nền kinh tế Mỹ trở nên tồi tệ hơn. The quote in the journal today, John Helsenrath, the dollar is, quote, too strong and it's killing us. Why is it being reported as dangerous, not just for the United States, but globally? A strong dollar actually has a negative effect on American exports. Lo lắng về khủng hoảng kinh tế không phải là không có cơ sở khi mà các quốc gia đã tung ra một lượng tiền khổng lồ do đại dịch Covid. Lạm phát đang tăng cao kỷ lục sau nhiều thập kỷ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Fed liên tục tăng lãi suất khiến thế giới nín thở chờ đợi. Ở một diễn biến khác thì chiến tranh Nga-Ukraine vẫn chưa đi đến hồi kết. Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng. DXY tăng chỉ là một chút ánh sáng trước khi cơn bão ập đến mà thôi. Khủng hoảng kinh tế có xảy ra hay không vẫn là một chủ đề gây rất nhiều tranh cãi và tốn nhiều giấy mực. Tuy nhiên, có một câu nói rất hay, đó là muốn biết trước tương lai thì hãy nhìn vào quá khứ. Nhiều số liệu lịch sử, trong đó có chỉ số DXY, đang thiên về kịch bản đó là có khủng hoảng. Mình đã làm video về quá trình hình thành và phát nổ của một bong bóng kinh tế. Mọi người có thể xem ở đây nhé. Cuối cùng thì mọi người cho rằng khủng hoảng kinh tế có khả năng xảy ra hay không? Hãy để lại comment nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào!